Sáng ngày hôm nay, ngày 26 tháng 1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia thủ đô Hà Nội. Đại hội diễn ra từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 2 tháng 2 với sự tham dự của 1.587 đại biểu, đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên. Trong số đó, đại biểu đương nhiên chiếm tỷ lệ 12,04%, đại biểu được bầu tại các đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương chiếm tỷ lệ 87,02% đại biểu chỉ định chiếm tỷ lệ 0,95%, đại biểu nữ chiếm tỷ lệ 13,99%, đại biểu là người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ 11,03%. Đại biểu khách mời có các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng, nhà nước, các đại sứ, đại diện các nước và trường đại diện các tổ chức quốc tế trong đoàn ngoại giao tại Hà Nội, đại diện mẹ Việt Nam anh hùng, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo, thanh niên tiêu biểu. Chương trình của đại hội cũng tập trung kiểm điểm công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, xác định phương hướng nhiệm vụ xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ mới, đánh giá việc thi hành điều lệ Đảng khóa 12, bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Theo chương trình, sau nghi thức khai mạc, đại hội sẽ nghe trình bày báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa 12, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa 12. Buổi chiều, đại hội tiến hành làm việc tại đoàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, là dấu mốc rất quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng và đất nước. Đại hội thứ 13 của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa định hướng tương lai, từ đó tiếp tục đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập, phát triển đất nước.